ra thế khủng của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Đức Phước. Ông Hồ Đức Phước sinh ra và lớn lên trên quê hương đất tổ của dòng họ Hồ tại Việt Nam. Ông tổ đầu tiên của họ Hồ ở Việt Nam là Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật, sống vào thế kỷ thứ 10 vào thời Hậu Hán, quê gốc ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ông sang làm thái thú Châu Diễn được vài năm thì loạn 12 sứ quân. Ông đến Hương Bảo Đợt, nay là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An lập nghiệp. Tộc phả họ Hồ sau đó bị thất truyền 11 đời khoảng 300 năm. Đến đời thứ 12, ông Hồ Liêm rời ra Thanh Hóa và đời thứ 13, ông Hồ Kha ở Nghệ An. Tộc phả mới liên tục. Nhà thờ họ Hồ Đại Tộc tọa lạc tại thôn 4, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đây cũng là quê hương của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Trong chương trình hôm nay, kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung các nhân vật lãnh đạo cấp cao của Đảng và các chí sĩ yêu nước của dòng họ Hồ trên đất Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Một, ông Hồ Tùng Mậu. Hồ Bá Cự còn được biết đến nhiều hơn là Hồ Tùng Mậu. Ông sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896, mất ngày 23 tháng 7 năm 1951, là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông từng là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896, tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 2. Ông Hồ Học Lãm. Ông Hồ Học Lãm tên khai sinh là Hồ Xuân Lan, là con của liệt sĩ Hồ Bá Chi và bà Trần Thị Trâm, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bà Trần Thị Trâm, tục gọi là bà Lụa, sinh thời là người tích cực tham gia các phong trào Cần Vương và Đông Du của Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu, được đặt tên là Tiểu Trưng. Hồ Bá Chi và bà Trần Thị Trâm có hai người con trai, người anh của Hồ Xuân Lan là Hồ Xuân Kiên, bác ruột của Hồ Lộc Lãm là Hồ Bá Ôn, án sát tỉnh Nam Định, hy sinh vào năm 1883 trong trận đánh với Pháp giữa thành Nam Định, và ông là cháu họ gần của nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu. Hồ Tùng Mậu là cháu đích tôn của Hồ Bá Ôn. Cha mất sớm vì bị thực dân Pháp giết hại vào năm 1886. Hồ Học Lãm lúc này mới 2 tuổi, và người anh là Hồ Xuân Kiên sống với mẹ. Bà vốn là con gái của tiến sĩ Trần Hữu Rực. Vì bà thường sắm vai buôn lụa để hoạt động nên có tên là bà Lụa. Bà cũng là người đỡ đầu của cô Chiêu Thanh, tức Nguyễn Thị Thanh, chị ruột của Nguyễn Tất Thành. Theo Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên, ông Hồ Chí Minh đã từng có ý định khi cách mạng thành công sẽ mời ông Hồ Học Lãm về làm chủ tịch nước. 3. Ông Hồ Mão Ngọt. Ông Hồ Mão Ngọt có tên khai sinh là Hồ Mão Ngọt. Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1956, quê tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chức vụ đảm nhiệm Vụ trưởng Vụ Văn thư Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Văn phòng Trung ương Đảng. Năm 2008, ông được luân chuyển theo Nghị định số 11/QĐ-TU của Bộ Chính trị về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Tháng 10 năm 2010, ông được rút về Hà Nội làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội 11 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 1 tháng 8 năm 2011, ông được phân công giữ chức trợ lý phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. 4. Ông Hồ Đức Việt. Ông Hồ Đức Việt sinh năm 1947, mất năm 2013, là một chính khách Việt Nam. Ông là Phó Tiến sĩ Toán lý, nguyên giảng viên, Phó trưởng khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó tham gia công tác Đoàn Thanh niên, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ông sinh ngày 13 tháng 8 năm 1947, quê tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là con trai út của nhà cách mạng liệt sĩ Hồ Mỹ Xuyên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, cháu nội của nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu. 5. Ông Hồ Viết Thắng. Ông Hồ Viết Thắng sinh năm 1918, mất năm 1998. Tên khai sinh là Hồ Sĩ Khoảng, là một chính khách Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Trưởng ban Nông vận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, từng giữ chức Giám đốc trực tiếp điều hành cải cách ruộng đất tại miền Bắc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm từ năm 1979 đến năm 1981. Ông thuộc dòng họ Hồ làng Quỳnh Đôi nổi tiếng,
sinh làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Sĩ Đản, cháu của Hồ Sĩ Tư, là bạn của Phan Bội Châu và Nguyễn Sinh Sắc. Hồ Viết Thắng có 7 người con, trong đó có 2 người là Hồ Sĩ Tá và Hồ Sĩ Hậu, nguyên thiếu tướng, cục trưởng cục kinh tế, Bộ Quốc phòng. 6. Ông Hồ Anh Dũng. Ông Hồ Anh Dũng sinh năm 1940, quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Con đầu của liệt sĩ Hồ Mỹ Xuyên, sinh năm 1920, mất năm 1948, và là cháu nội của chí sĩ Hồ Tùng Mậu. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, ông thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, nguyên bí thư Trung ương đoàn, phó tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, hiện là ủy viên đoàn chủ tịch Liên hiệp các mặt trận hữu nghị Việt Nam, chủ tịch Ủy ban đoàn kết với nhân dân Palestine, phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga. 8. Ông Hồ Đức Phước. Ông Hồ Đức Phước sinh ngày 1 tháng 11 năm 1963, quê quán xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thành phần gia đình công chức, nghề nghiệp khi được tuyển dụng sinh viên. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 5 tháng 7 năm 1993, ngày chính thức, mùng 5 tháng 7 năm 1994. Trình độ đào tạo giáo dục phổ thông 10 trên 10. Chuyên môn nghiệp vụ cử nhân tài chính kế toán. Học vị tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cử nhân. Khen thưởng huân chương lao động hạng 3. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13. Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trên đây kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về những nhân vật chí sĩ yêu nước và những nhà lãnh đạo của Đảng quê tại Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.